Nhanh. À, đi chơi phải gọi về đó. Trời ơi, nắng quá mà mày đi. Nhanh, qua xe, qua đây. Rồi, đi về. Đi, ai ra đi chơi đây? Đi rồi. Đi nắng quá hả? Hay quá ha. Nó đâu? Đây. Nắng nào? Nó đây nào? Rửa chân đi, ra đây rửa chân. Nó đây. Nó đây nào? Bê. Nó đây rửa chân đi đã. Nó đây xin ra nào? Nó đâu? Bi đâu? Bê ra đây. Ra đây. Ra đây nào rửa chân. Nè, đứng đây cho bà. Nè, đứng đó, rửa chân đã. Nè. Dở quá. Đây. Từ từ đã nào, đứng đây. Mày. Như nào? Sau khi tìm hiểu kỹ, cháu mẹ đã ăn phải bà, một loại bà chó ăn vào làm tê lưỡi và hoảng loạn sẽ không nhận ra chủ của nó nữa, chỉ ít phút sau là tắt thở. Nó xui bọt mép một loại bà cực kỳ độc. Ơi, ta cho con bi nha. Trời ơi, máu ra. After thorough research, the mother dog ate the bait. These types of baits that dogs eat cause numbness in their tongues and panic. Will no longer recognize its owner. Just a few minutes later, the dog stopped breathing. Hôm bữa nằm mít chôn ở đây, bây giờ ta sẽ chôn bi ở đây nha. Bi ở đây nó bi nha. Rồi quá. Trời, ta chôn bi ở đây. Chôn bi ở đây cho bi mát nha bi. Bi thích bới đất nè. Bi hay thích nằm mà. Chỗ bóng mát nè. Đây. Ở dưới gốc cây đinh lăng nha con nha. Cho nó mát nha. Yêu lắm. Đây cây mía nè. Gốc xoài nè. Cây cam này con nha. Rồi, bà sẽ chôn con ở đây nha. Đi nha. Rồi. Cho thành mía luôn. Nằm tốt cho mía nha con nha. Nằm đánh ngủ đi con. Rồi. Mẹ mất rồi. Nhớ mẹ à, nhớ mẹ không? Đang tập tính biết đi nó mới mở mắt xong. Nhớ mẹ hả con? Nhớ mẹ hả con? Bú sữa hả con? Bú đó.